Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của diễn viên Doãn Quốc Đàm nhé. Xuất hiện đều đặn trên màn ảnh Việt suốt 5 năm qua, nam diễn viên Doãn Quốc Đàm đã gây được sự quan tâm lớn của khán giả nhờ khả năng biến hóa khôn lường, ấn tượng trong từng vai diễn và được mệnh danh là tắc kè hoa của màn ảnh Việt. Anh là một trong những diễn viên chuyên đóng vai phụ và phủ sóng hầu hết các dự án phim truyền hình ăn khách của đài truyền hình Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu đôi nét về sự nghiệp, đời tư của nam diễn viên này nhé! Thông tin chung: tên thật, tên đầy đủ: Đào Trọng Hùng. Nghệ danh tên riêng: Doãn Quốc Đàm. Năm sinh: ngày 9 tháng 9 năm 1988. Quê quán nơi sinh: Thái Nguyên. Nghề nghiệp diễn viên người mẫu. Năm hoạt động từ năm 2011. Tác phẩm nổi bật: Người Phán Xử, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Sinh Tử, Hướng Dương Ngược Nắng, Hồ Sơ Cá Sấu, Phố Trong Làng, Thương Ngày Nắng Về, Đấu Trí, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Giải thưởng: nam diễn viên ấn tượng giải ấn tượng đài truyền hình Việt Nam 2019. Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình giải Cánh Diều Vàng 2019. Gia Đình Vợ Thu Thảo, Cưới năm 2017. Tuổi trẻ lang bạt và bị chê lập dị của Doãn Quốc Đàm. Doãn Quốc Đàm tên thật là Đào Trọng Hùng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1988. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường tại Thái Nguyên khi bố mẹ đều không theo con đường nghệ thuật. Khi còn trên ghế nhà trường, thành tích của chàng diễn viên trẻ này không mấy khả quan vì có phần nghịch ngợm và mải mê hip hop. Chính vì vậy, anh từng kể rằng ngay cả giáo viên cũng khẳng định anh khó tốt nghiệp nếu vẫn giữ nếp sống như vậy. Thế nhưng ngay sau đó anh đã khẳng định mình bằng cách tốt nghiệp cấp 3, lựa chọn và thi đỗ trường sân khấu điện ảnh Hà Nội với số điểm chuyên môn cao. Lúc này anh bắt đầu tìm hiểu và học tập để trở thành diễn viên. Tuy nhiên với cá tính khá ngông nên con đường đến với nghệ thuật của anh cũng gập ghềnh đầy chông gai. Khi là đang học năm 3, Doãn Quốc Đàm bị đình chỉ một học kỳ. Gia đình không khó khăn nhưng vì không muốn xin tiền bố mẹ, anh nói dối đang đi làm phim nhưng thực chất là xin việc làm thêm ở một công ty. Anh ngủ nhờ chỗ làm nhưng sau một thời gian, họ không cho ở lại vì thấy anh lập dị, hành tung bí ẩn, hay lục đục về đêm, lại chỉ thích lủi thủi một mình. Quốc Đàm lại xách ba lô ra công viên Nghĩa Đô ngủ nhưng cũng bị bảo vệ đuổi vì nhìn như thằng nghiện. Anh kể từng được một cụ bà đi tập thể dục sớm cho chiếc mũ để tránh sương. Giữa những ánh mắt tò mò và vô cảm, cử chỉ của cụ khiến anh bật khóc. Nhắc lại những tháng ngày lang bạt, Doãn Quốc Đàm không thấy khổ bởi việc sống ngoài đường phố, tiếp xúc với đủ loại người cho anh trải nghiệm. Và cũng chính trong thời gian này, anh đã gặp và được nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh dạy dỗ, dìu dắt. Có thể nói rằng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chính là người có ảnh hưởng trong sự nghiệp của nam diễn viên. Từ đây, tư duy diễn xuất của anh đã cải thiện và thay đổi theo hướng tích cực. Đó cũng chính là bước đệm để anh thay đổi và nghiêm túc hơn với nghề diễn xuất, đồng thời giúp anh gặt hái được những thành công về sau. Sự nghiệp diễn viên Doãn Quốc Đàm, tắc kè hoa của màn ảnh Việt. Nhờ sự định hướng và dìu dắt của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, sau khi tốt nghiệp đại học sân khấu, Doãn Quốc Đàm chọn làm việc tại nhà hát Tuổi Trẻ và tạo được tên tuổi với vở kịch nói Nghêu Sò Ốc Hến. Sau khoảng thời gian làm việc tại nhà hát Tuổi Trẻ, nam diễn viên nhận ra bản thân yêu thích đóng phim và diễn xuất. Lúc mới vào nghề, Doãn Quốc Đàm chỉ nhận các công việc phụ ở phim trường như mang ô, mang đồ ăn, mang nước uống cho cả đoàn làm phim. Nhờ những công việc hậu cần mà nam diễn viên đã có được những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Công việc không vẻ vang nhưng giúp tôi có cơ hội học hỏi cách làm phim, chứng kiến những cảnh hậu trường, mở mang tư duy về phim ảnh, Doãn Quốc Đàm kể. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp phim truyền hình mà Doãn Quốc Đàm đảm nhận đó là vai Đạt trong phim Mùa Tinh Khôi năm 2011. Sau đó có thể kể đến một số vai diễn khác như Mễ trong Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ năm 2014, Lâm Voi trong Khi Đàn Chim Trở Về Ba năm 2015. Hay nổi bật hơn là vai Phóng trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu hay vai Trần Tuấn trong Bom Tấn Màn Ảnh Người Phán Xử năm 2017. Tuy đều là những vai phụ nhưng tại thời điểm đó, dấu ấn diễn xuất mà anh để lại đã phần nào đậm nét hơn. Và phải đến năm 2018, tên tuổi của Doãn Quốc Đàm mới nổi lên như diều gặp gió khi tham gia bộ phim Quỳnh Búp Bê với vai diễn Cảnh Bảo Kê. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình bởi diễn xuất giàu cảm xúc, lột tả rõ nét hình ảnh người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân rồi trở nên bất cần với cuộc đời. Nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là con người nghĩa hiệp, giàu lòng yêu thương và hy sinh. Cũng từ bộ phim này, Doãn Quốc Đàm liên tục được các đạo diễn mời tham gia vào các dự án phim dài hơi của VFC. Nam diễn viên góp mặt trong cả phim hình sự và phim tình cảm gia đình, hóa thân thành nhiều dạng vai với sự thay đổi khác lạ ở ngoại hình và trong diễn xuất. Sau Quỳnh Búp Bê, năm 2019,
Anh tiếp tục với vai diễn Fedora Photomat Long Nhật trong bộ phim Mê Cung thuộc loạt phim cảnh sát hình sự nổi tiếng. Sự đa dạng trong diễn xuất của Doãn Quốc Đam thể hiện rõ nét khi anh cùng lúc diễn hai vai trong phim Mê Cung. Họ là anh em sinh đôi, một người là gã Fedora kỳ quái, kẻ sát nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt, người kia là Long Nhật, bị chứng tự kỷ ám thị. Từng lời nói, cử chỉ vô hồn đến đáng sợ của nhân vật được Doãn Quốc Đam biểu lộ xuất sắc, khiến người xem không khỏi ám ảnh. Nhờ màn hóa thân thành công hai nhân vật với những chứng bệnh tâm lý phức tạp, Doãn Quốc Đam nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng 2020 cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình. Doãn Quốc Đam tiếp tục chứng minh mình xứng đáng với danh xưng tắc kè hoa của màn ảnh Việt khi vào vai Mến Chí Phèo thời hiện đại ở Phố Trong Làng. Nhập vai gã đàn ông quanh năm làm bạn với chai rượu, thường xuyên đánh vợ, mắng con, Doãn Quốc Đam cạo đi mái tóc của mình để có vẻ ngoài bạm trợn nhất. Về sau, khi Mến đã thay tâm đổi tính, trở về thành người tốt, nam diễn viên sinh năm 1988 cũng nhanh chóng giúp nhân vật lấy lại được tình cảm của khán giả bằng nét diễn gần gũi, chân thực, đặc biệt là những phân cảnh thể hiện tình yêu thương dành cho con gái. Nhiều khán giả cho rằng vai diễn của Doãn Quốc Đam dường như nổi bật hơn cả so với dàn diễn viên chính. Thường thấy Doãn Quốc Đam vào tù ra tội trên màn ảnh, nhiều khán giả bất ngờ khi anh vào vai Đông Phong họa sĩ truyện tranh với vẻ ngoài đậm chất lãng tử, đào hoa trong Thương Ngày Nắng Về. Dù không có nhiều diễn biến tâm lý nổi bật nhưng nét trầm ổn của Đông Phong lại được đông đảo khán giả yêu mến. Anh từng chia sẻ, vai diễn này của tôi có nhiều điểm khác những vai trước, có thể nói là dịu dàng, lãng mạn. Nó mang hơi thở mới để mọi người nhìn nhận về khả năng làm nghề của tôi. Sau Thương Ngày Nắng Về, anh nhanh chóng trở lại với vai Tuấn Nháy của Đấu Trí bộ phim Chính Luận, lấy cảm hứng từ những đại án kinh tế của đất nước. Trong phim, Tuấn là giám đốc công ty Khải Tuấn, chuyên sản xuất sinh phẩm y tế và đặc biệt là kit test xét nghiệm COVID-19. Cả nước đang căng mình chống dịch, số ca mắc gia tăng, Tuấn đã móc nối với các lãnh đạo sở y tế, giám đốc CDC nhiều tỉnh thành để bán bộ kit test với giá trên trời, thu lợi nhuận bất chính trên mồ hôi, nước mắt của người dân. Tuấn rất dễ mang bóng dáng như những nhân vật mà Doãn Quốc Đam từng thể hiện trước đó như Trần Tú của Người Phán Xử hay Cảnh của Quỳnh Búp Bê. Do đó, anh tìm cách tạo dấu ấn riêng cho nhân vật, đó là tật nháy mắt. Ngay từ đầu phim, anh đã được khán giả nhớ đến với cái tên Tuấn Nháy cũng bởi tật nháy mắt liên tục khi nói chuyện. Điều này cũng thể hiện sự đầu tư, sáng tạo của Doãn Quốc Đam trong việc xây dựng màu sắc riêng biệt cho những nhân vật của mình. Mới đây, Doãn Quốc Đam sánh đôi cùng Lan Phương trong dự án phim mới Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Dù đã cùng tham gia nhiều bộ phim truyền hình cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên Doãn Quốc Đam và diễn viên Lan Phương đóng chung trong vai vợ chồng. Cả Doãn Quốc Đam và Lan Phương cũng đều là những diễn viên rất cá tính, chuyên đảm nhận những dạng nhân vật có màu sắc đặc biệt và ấn tượng. Cả hai cũng có chất điên và tưng tửng trong khi diễn. Bộ phim đang được trình chiếu và nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam. Chuyện hôn nhân kín tiếng nhưng cực kỳ viên mãn của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên Doãn Quốc Đam đã kết hôn vào năm 2017 với người vợ khá xinh đẹp tên Thu Thảo. Vợ anh là một người bình thường không tham gia nghệ thuật nên anh không muốn vợ mình xuất hiện quá nhiều trên báo chí. Trên trang cá nhân, Thu Thảo vẫn thường xuyên đăng tải những bức ảnh tình tứ bên chồng. Được biết, Thu Thảo tốt nghiệp Đại học Học sư phạm Thái Nguyên và hiện làm việc trong lĩnh vực cưới hỏi ở quê. Cặp đôi có 2 năm hẹn hò rồi mới quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn, cô nàng tập trung lo cho gia đình và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cưới vợ đẹp tựa nữ thần nhưng Doãn Quốc Đam dường như không hề chia sẻ hình ảnh của bà xã lên mạng xã hội. Thực ra, đây là một cách mà Mỹ Nam Đài truyền hình Việt Nam bảo vệ tổ ấm của mình. Anh chàng cho hay, tính tôi vốn không ưa sự ồn ào và không thích mọi người biết quá nhiều về chuyện riêng tư của mình. Vợ con, gia đình, cuộc sống phía sau màn ảnh là những góc riêng tôi muốn giữ cho mình nên không cảm thấy vui lắm khi mọi người quá để ý hoặc bàn tán đến nó. Diễn viên Doãn Quốc Đam ngoài đời có tính cách và lối sống chẳng giống ai. Tuy là diễn viên nhưng anh không thích làm người nổi tiếng, cũng không thích sự nhộn nhịp và tấp nập ở Hà Nội. Vì vậy, anh chọn sự bình yên giản dị ở quê nhà là Thái Nguyên, nên phần lớn anh đều dành thời gian ở đây. Bên cạnh thời gian đóng phim, anh còn tập trung cho công việc kinh doanh một quán pub nổi tiếng tại quê nhà. Cuộc sống hiện tại của chàng diễn viên rất hạnh phúc và thành công trong cả sự nghiệp lẫn gia đình. Với những thông tin về tiểu sử, sự nghiệp, đời tư của diễn viên Doãn Quốc Đam được cung cấp ở trên đã giúp mọi người có đầy đủ thông tin về chàng diễn viên đầy tài năng của màn ảnh Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.